Thế là hai ông học với nhau, nhưng mà anh lại học cùng với con trai bác. Bác bên này xây trước. Đây nhà anh Dũng bố này. Dũng Thời đấy. Công trình vĩ đại quá chứ này, còn lâu. Chào cô. Ông vào nước rồi. Sao làm biết bao giờ xong nhà này? Cô đâu? Cháu ở trên quê. Cô vẫn chẳng. Vâng, ông ngồi đây. Cô đâu? Và nào bắt đầu đây. Bây giờ ôi giời ơi, được cái chỗ này là sướng lắm đấy. Thời kỳ đó mất tài hiệu quá đấy. Là ngày xưa bố là có thật. Đấy coi, cái này là giám đốc dạy nghề. Là gỗ ép rồi, có gỗ ép rồi. Vừa thật vừa ép, cánh gỗ ép này. Hồi đó làm cái này mới đẹp lắm. Nhưng mà chưa thôi. Và
Ai ông sang một viên cái là vào khỏe ngay. Thầy cái ra đến nơi hắn nói. Một nội soi nó có 4 lỗ gì ạ? Vâng. À, nội soi. Vâng. Cháu hôm qua cháu cắt chỉ đấy. Chết là phải. À đây, đọc cho bà Lan nghe. Đứng khởi lên, điều dưỡng dưỡng này mong dưỡng khỏi bệnh bệnh. Bài thăm bà không phải bất ưng. Ê Lâm ơi, các chị em ruột của bà, hội người cao, hội người của người già có mặt ở nơi đây. Hội cựu giáo chức cũng tới nơi này thăm bà bệnh nặng, đỏ bầy nghĩa nhân. Thăm bà lời nói ân cần, mong bà chống khỏe ngàn lần được sao. Quê hương tình nghĩa dạt dào, hàng trăm cây số biết bao tình người. Ninh Bình đẹp quá bà ơi, chúc bà mau khỏe gấp 10 ngày qua. Cho dù đường xa, đường đất xa, cái việc thăm bà cũng thấy ơn em cũng đây. Tình người cũng đoán cũng gặp lời thăm bà nhớ nó kiếm thân ở đời. Gọi là có một đôi lời, để bà có bà chúng tôi vui mừng. Thăm bà chẳng phải bất ưng, có bàn quyết đáp đã từng bà ưng. Thăm bà là những lời đời đến thăm. Vỗ tay đi, cả nhà vỗ tay nào. Chúc bà ăn này, mong lành năm khỏe.
tôi đọc một số bài nữa để bà nghe chung và mọi người nghe. Ông bà nói chuyện sau khi bà Lan mổ. Trường đưa điện thoại mẹ nghe, tiếng bà nó nhỏ nhỏ còn rè bà ơi. Bà Thời nói tiếng đó thôi, tiếng Anh bà nói làm tôi rất mừng. Tôi khuyên bà hãy dưỡng tâm, yên tâm điều trị, tinh thần vui lên. Thế rồi bà vẫn là chào bà một tiếng bà. Này vỗ tay tiếp nữa. Đây còn cái bài đầu đây, tôi nói cái bài của tôi. Tôi nói để bà biết, tôi còn thức của thân chúng tôi. Còn nóng lòng, lửa cháy, thân chúng tôi ở đây. Tôi làm bài này. Bà vào viện mà tôi lại ở nhà. Thật ra lòng dạ tôi đã không ra. Thương bà lòng dạ ngang. Mong sao bà mổ an toàn bà ơi. Con cháu điện về liên hồi. Mỗi lần điện réo thường tôi lo nhiều. Nhưng may tín hiệu đều đều, đều là điều tốt, đáng yêu tôi mừng. Cầu trời đất Phật bao dung, phù bà nhanh khỏe tôi mừng bà ơi. Ngày về bà lại cùng tôi, nói cười vui vẻ cuộc đời đã tốt. Khoan hô. Các con, tôi đã cho các con thế này. Lâm Trường Mai Khánh Hướng Hiền Hà Nam thật sự nói niềm nói. Mẹ vào viện mổ, vào viện rõ từ đầu. Mẹ bệnh sỏi mật lâu quá chừng. Sỏi mật hạ đáy tận cùng. Thôi thì mẹ chắc tạm dừng thở nghe. Tạm dừng mở ngoặc đóng ngoặc đấy. Chết. Đúng là trời Phật phù cho. Nhà ta có phúc, phúc to lắm rồi. N có nghĩa tình đời, tin rằng phúc ấm tức thời dài lâu. Ở đời tình nghĩa đi thâu cần làm. Đây là bài thơ của các con. Thế còn cái bài thơ về một vài điều mà đối tập thể này, tình người nếu mà tục ngữ có câu rửa chữ vàng gian nan thử sức, lúc hiểm nghèo mới hiểu thực lòng nhau. Tình người ân nghĩa ghi sâu, hiểm nghèo vượt được phải đâu dễ dàng. Ơn nhờ con cháu họ hàng, nhờ có bạn hữu xóm làng động viên. Nhờ ơn bệnh viện cứu chữa sung men. Tình người nếu bạn không quên nhớ đời. Thế còn bài một điều đáng quý ở đời. Cháu con vất vả chất chồng, nhưng đã hết lòng chăm mẹ thì phải cảm ơn con cháu vừa qua đã chăm cho mẹ, chăm bà đẹp trai. Bố đây thật sự tự hào. Con cháu đoàn kết nêu cao kỷ luật, một điều quý nhất ở đời. Thế còn cái bài này là bài rất đẹp, một hình ảnh đẹp. Năm nào con lắp mắt rằng, nay mẹ mổ bụng lấy sỏi mật ra. Thật là dũng cảm, đáng ngợi ca. Một hình ảnh đẹp, cả bà lẫn con ghi lòng nhớ mãi, chớ quên giọt nước mắt. Những bài viết thế còn báo cáo với bạn là trước khi là nhà vẫn làm theo của bà, có mũ nón giày của bộ đội vị trí, thế thì có quần áo của bà là mà bố mẹ và chồng cháu cũng chẳng có cái gì, hoặc là có cháu cứ đến thăm bà mà động viên bà là bà mừng rồi, bà mau là lại bố bà thì hạnh phúc này, bố và chồng con cái nó khỏe mạnh hơn, bà chồng bà nhà cháu bình thường. Nó xuất hiện ra đường thì kiểu thấy nó vừa lo như là đáp nó vừa lo như là cháu hôm nào ngày thứ ba
Hôm vừa rồi anh Vịnh vào Việt Nam, tức là lên chiến ở ngoài Hà Nội về đấy, thì lại gặp cháu ở trong đấy, trong em đấy nói chuyện. Thì cháu thì bây giờ cứ suốt ngày ở Việt Nam vậy. Và cháu làm ở trong đấy. Làm bác sĩ rồi mẹ ạ. Bác sĩ Việt Nam. Chương trình khoảng 60 năm nữa là cháu lên được viện trợ. Năm nay là hơn 40 tuổi rồi. 60 năm nữa là hơn 100 tuổi, là lúc đấy là cháu lên được viện trợ. Thì cháu còn khoảng 60 năm. Dạ, suốt ngày chỉ nghe điện thoại. Tâm mẹ nó làm nhà xong quả này là không biết làm gì, không biết nhà nước không biết nhà nước điện thoại, không biết nhà nước điện thoại. Đây 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 đây. Bà bánh đa đây rồi. Cướp. Bác à. Nó gửi biết bố đi lên đây được đấy nhá. Cổ Điệp chữa được Cổ Điệp nhá. Đây là quán cháu Khải, đi ở bên kia và đây là bán sữa. Đấy, để chị Nga uống mỗi ngày cho mẹ đi à. Uống cái gì ở bên nước ngoài. Dạng thế nào? Cháu mang được có cái 5 bệnh ngày thôi. Cái gì lại mang nhiều thế? Đấy là chục cân quả da quỳ thì cho con cháu lắp thì mang chục cân gạo lếp, em mua chục cân bánh đa, thế là mà. Hôm nay đến quê thì đây vừa cái thằng sống đã quay xong Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tiếp. Đâu nghe? À. Rồi, quá đẹp rồi. Đi học về lúc cắt nhỏ như là cái một cây ăn đấy, không được ạ. Một cây ăn mà bây giờ không ăn được. Ngày xưa mẹ cháu đi viện cả phòng không ai ăn, rồi cuối cùng mẹ thấy mẹ cháu ăn mà cả phòng đều ăn, rất là nhai ngon. Mà đợt vừa rồi là không nhai thế nào, cứ ngậm cháo như là ngậm bột. Tiêu hóa, rất tiêu hóa. Hay làm thuê lắm cháu. Vâng. Đó là y sĩ điều dưỡng. Được gà không nói. Ai bảo gà thịt gà, anh của gà. Nhưng mà thịt gà là phải gốc gà. Bây giờ gà là phải gốc gà ra được. Đúng rồi. Em hôm em kia mổ xong bác sĩ cũng mổ. Là cho ăn một hai bữa thì cho nhanh liền. Vâng. Mà nó lại cũng nhiều đạm. Cái hôm đình muộn khởi công là cô hai vợ chồng cô chú có mặt đấy không ạ? Đấy. Khi mà các cháu lớn lên thì lại học các con luôn. Nên là bạn này thì có anh em tới nhau thì nghĩa gì đấy. Thế là hai đời học cùng đấy. Hai đời. Nhà chúng em thì em là ngày xưa là cùng nghề với anh Ninh. Anh không còn lâm nghiệp, em còn đang lâm nghiệp. Thế nhưng anh ấy thì ở vượt ở thành phố đây, em thì ở một cái cơ quan trực thuộc thành phố. Xong hai anh em cũng là công tác với nhau. Còn các cháu nó về đây thì cô cháu thì cũng đùm đúng với nhau. Thì có việc gì thì chúng nó chạy sang, em chạy sang, đồng vào cũng chạy sang khi các bác không có nhà ở đây. Ông ấy là gánh hết cái ốm 41 năm thì trước Tết ông làm 2 tháng 8 ngày là tai biến cũng để ông ra đi. Nhưng mà rồi may ra thì ông rồi ông lại trụ lại được. Đi ra lại khỏe chỉ có cái là cái nắng luôn này không ra ngoài. Luôn luôn ở điều hòa 38, 30 độ. Cứ 30 độ với 28 độ là ông ạ. Thôi thì 5 giờ đợt này bác sang. Em thấy bác khỏe hơn cái đợt vào sống sao? Khỏe lên rồi. Còn vẫn như thế. Đấy, đợt này thấy em anh có ca cẩn. Bắc Ninh, Bắc Lan cũng được. Có bà thì nó cũng vui. Trường mày không đến được, đá vào cho con dạ nào. Ngọc. Ngân Ngọc. Ngân Ngọc, Ngọc Nga. Đang đi ra để mẹ đóng cửa. Ôi, Ngân thì mày lớn quá nhỉ. Nào, vào đây xem nào. Ê, nào Ngọc đâu. Ê, nhỉ. Kỳ mở quá nhỉ. Thôi, vào. Đi đi. Đấy, họ có cứu bà ở trong này ở Thái Bình là sao giải quyết được? Ở bên này Thái Bình không được. Về xuống máy viện 40 km cho quản mình.
sống như mấy đạo đâu. Làm bài hái thuốc. Ôi khỏe đi, bay được chắc vậy. Quà đĩa vào. Cho thẳng một cửa này đi đến đây hết rồi hả? Nào mời tất cả mà ông bà ạ. Đấy, chúc gì chúc mẹ cháu đấy. Vâng. Rồi, vậy là được rồi. Cô bác đêm ấy. Hết hạn bao giờ? Có đúng không? Có rồi, con làm mấy bữa đâu. Chị nào? Ly ngồi xuống đi con. Nâng cốc đi nào. Rồi. Bà Hướng ơi, bà Hướng kìa. Rồi. Ô. Uống nha, uống nè. Đâu chưa đến 12 giờ. Vâng vâng. Miền Nam không bao giờ đồng vũ. Cư dân miền Bắc vào đồng vũ nó biết mình đã. Chúc hai con sức khỏe nhé. Cầu mong cho gia đình luôn luôn hạnh phúc. Cháu không khỏe nha.
Cứ phải phấn khởi lên thì người nó khỏe được mà. Bà vui lên để con ông với các con các cháu bà phải vui. Cháu đi hôm nay là vào thăm nhà tôi, thế thì cũng ghé qua thăm bà. Sau này cái mai thì cháu học cùng với Luận đấy. Vâng, đấy. Nhân tiện tôi gọi ông bà, ông và ông bà đồng thời cũng mời ông đến đây. Vậy là ông bà cảm ơn. Ông bà phản đấu tôi chứ cho tuổi ra thôi chứ phản đấu dần. Thế còn nói con Khánh là đây thì phải coi bố và mẹ như bố mẹ đẻ. Nhưng bố là mẹ. Nam chồng thì đã yếu rồi, ông yếu rồi, bà yếu rồi. Có chăm sóc gia đình sao cô lắm. Ông Khánh thì cái cuộc viếng thăm này nó thật nhất là cũng muốn chí động viên các cụ các bà chi ăn ruột thịt hết sức nhiệt thành như thế này. Bây giờ cái bà thế này này, tôi không nói sai, có ông đây và có ông bạn của tôi, tôi bảo thăm ông bà với nhiều tinh thần. Dù sức khỏe có thế nào như đúng là phấn đấu, ăn là ngon, ăn được sẽ ăn, ai là không suy nghĩ, và không suy nghĩ, không suy nghĩ thì sức khỏe như thế nào. Chứ bà ngồi đấy thì đằng nào cũng ngồi đấy rồi, không tôi ngồi đấy nhưng mà đằng này tôi vẫn không suy nghĩ gì, vô tư, thì mới khỏe đâu. Thế bây giờ cuối cùng may mà bà còn cứu được bà đấy, nhưng mà cứu được bà là cũng đã hoàn ra rồi. Thế còn tôi thì có thể là người ta nói là tuổi cao nhưng lại khác là có thể sống thọ nhưng chưa biết thọ. Ông bà nằm viện. Bây giờ tôi nói rồi. Công tác tuyên huấn thì rất quan trọng. Động viên tư tưởng rất quan trọng. Thế mà tôi làm mấy cái bài thơ hôm nay các bà đến đây. Thì tôi làm để cũng là thay mặt các ông các bà hồi mình cao tuổi giáo trước rồi chị em ruột của bà ấy, đến thăm và cái hàng xóm mình Kiên nó vừa lái xe vừa cùng xóm. Thì thăm bà không phải bất đơn. Các chị em ruột của bà, hội người của người già có mặt nơi đây, hội cựu giáo chức cũng tới nơi này thăm bà bệnh nặng, tỏ bày nghĩa nhân, thăm bà lời nói ân cần, mong bà cũng khỏe ngàn lần đẹp sao. Quê hương tình nghĩa đặt là hàng trăm cái số biết bao nghĩa tình người. Ninh Bình đẹp quá bà ơi, chúc bà mau khỏe gấp 10 ngày qua. Cho dù đường rất có xa, cái việc thăm bà không thể không sao. Tình người quý hóa không ngần, thăm bà nhớ mãi nghĩa nhân là đời. Gọi là một đôi lời chúc bà mạnh khỏe chúng tôi vui mừng. Thăm bà chẳng phải có đưng, có bàn, quyết đáp, đã từng bà ơi. Thăm bà là nghĩa ở đời, đến thẳng. Đến thay mặt các bà, cả cái bà cho bà Lan và chúng ta. Một hình ảnh đẹp, cả bà lẫn con. Ghi là nhớ mãi, chớ quên. Bà thấy không? Thế còn tình người cứ nói này, lửa thứ vàng gia đan thử sức, lúc hiểm nghèo mới hiểu thực lòng nhau. Tình người ân nghĩa vi sâu, hiểm nghèo vừa được phải đâu dễ dàng. Tôi nhờ con cháu họ hàng, nhờ có bạn hữu xóm làng động viên, nhờ bệnh viện cứu chữa thuốc men, tình người nhớ mãi không quên nữa. Thế tôi nói riêng con cháu thì tôi có nói một vài câu như này. Lâm Trường, Mai Khánh, Hưng Hiền, Hà Nam,
thật sự mới liềm nó. Mẹ vào viện rõ từ đầu, mẹ bệnh sở mật lâu quá chừng. Sau ấy mà hạ đáy chân cùng, thôi thì mẹ sắp tạm dừng thở nghe. Đúng là trời Phật phù cho, nhà ta có phúc cũng to lắm rồi. Ăn ở có nghĩa tình đời, khi nằm có vấn trước thời đã lâu. Ở đời tìm mẹ đi sâu, cần phải. Nhưng mà là còn cần phải. Chỉ riêng tôi đâu. Trong sự tôi sẽ nói rồi. Lúc đó nỗi lòng khi bà đang vào viện mổ. Bà vào viện mổ, tôi lại ở nhà. Thật ra lòng dạ tôi đà nóng ran. Thương bà lòng dạ ngổn ngang. Mong sao bà mổ an toàn, bà ơi. Con cháu điện về liên hồi. Mỗi lần điện giáo thường tôi lo nhiều. Đang mổ thì không biết là xấu hay tốt. Nhưng may tí nhiều đều đều, đều là điều tốt, đáng yêu tôi mừng. Cầu trời đất Phật bao dung, phù bà nhanh khỏe tôi mừng bà ơi. Ngày về bà lại cùng tôi, nói cười vui vẻ, cuộc đời vẫn xuất sắc. Nên nói tôi nó bắn cháu họ à. Nói của các cái bệnh viện, cái người ta giúp bà. Nên này nói đến cuối cùng là nói đến đến các cái bà quê bà xong. À, còn cái này, một điều thứ nhất là cháu con vất vả chết chồng. Thằng Nam, thằng Hà, thằng Lâm, con Hiền, con Khánh, con Mai, v.v. Nhưng đã hết lòng chăm mẹ chỉnh chu. Cảm ơn con cháu vừa qua đã chăm sóc mẹ, chăm bà đẹp sao. Bố đây thật sự tự hào, con cháu đoàn kết, nêu cao tình người. Một điều quý nhất. Thế còn nói về một gì nhỉ? Cái phần cuối là tôi có mấy câu thế này để đọc cho nghe. Tình nghĩa quê nhà Thái Bình mà tới Ninh Bình 80 cây số thực tình không xa. Chị em anh em tình nghĩa quê nhà, thăm bà ốm nặng mới là nghĩa nhân. Thăm bà lời nói ân cần, động viên bà khỏe, tinh thần vui sạch. Tôi ngồi nhà tôi toàn nghĩ ra thơ. Mà chị nói nay mai tôi gửi tặng ông một cái tập thơ con Thái mổ. Mổ đẹp, mấy lần mổ mắt. Cực kỳ hay luôn không ạ? Hôm nào tôi sẽ thích lục ra cho ông bà nghe. Đúng là cái tình nhà là quay phim hết rồi. Quay phim hết rồi, hôm nào đưa ra. Thế cho tôi nói là đây là công tác tuyên huấn, tuyên truyền, động viên, khích lệ tinh thần. Nếu mà không thế vừa rồi 3 ngày của chính em ấy, tức là vợ của chú em rồi. Thế tôi chỉ nói mấy câu động viên vài câu thôi mà thầy quan tặng hẳn kinh nghiệm Phật. Mấy ông bảo chuyện này là cái chuyện này này còn mấy chén thuốc bổ đấy. Hôm nay vào được rồi thế này mà. Thế còn hôm nay vào cũng nói gì về là thôi thì cố gắng đi làm nghề với chị. Thế sau khi bây giờ ra về hết bà chuyện ấy. Nhưng mà ra cứ ra. Làm tôi đi đâu có khách hút. Bầu điều phí đơn, bầu điều cũng có, con phí đơn. Cái này một chút là sao bà thôi. Trường vui lên đi. Kê lên đi. Ngồi chết ăn thì ngồi. Khỏe ra được. Ăn cũng tốt, con cái nhờ. Con cái nhờ thì người con gái. Khỏe lên, vui vẻ. Làm sao bây giờ số đó bạn kêu. Chính như ông bà vui là ông khỏe, ba khỏe, vui vẻ là để đồng ý con cháu làm ơn con cháu. Thế còn ông cố gắng cũng tập viên bà được quy động hai ông bà cũng nhận vâng. Con cái động viên được sân đấu khoảng 4 tháng đi không phải 6 tháng nhưng mà hàng ngày vẫn chống nạn đi tập vâng chống nạn đi đời đời Hưng Dung ông là lên chức thiếu tướng rồi tôi còn đang đại tá. Đời gọi con bà thì chúng nó to nhất. Vâng. À có nên lý. Lý mà thấy một loạt thì nó lật cháu nội đầy. Ba chất nội luôn. Lý Trung Hòa là nội luôn đấy. Nhá. Thôi bà con vui vẻ nhá. Cứ phải kêu tôi lên vui vẻ lên. Bà ơi. Cảm ơn. Có được không? Thì nào có điều kiện tôi lại vào. Vâng. Chúc bà mau lành khỏe nhé. Vâng.
con nào ra đây con Ngọc ra đây để cho đây luôn bà ở đây kêu về cho ra đấy nào kia nhân kìa bắt tay không kìa rồi rồi mọi người bắt tay này về nè rồi đúng đấy bà Hiếu. Ta có quyền gì mà ta làm tự nhiên chẳng hiểu được. Đấy cầm đấy, cầm đấy. Thì một triệu về. Về. Cái thằng lông thì nó cứ gàn, nó cứ chạy ở bắt. Cái nó bỏ thằng lông như thế. Cái khỏi xăng như thế nào, cứ bây giờ nói chuyện bà nó nhìn ra đây này, tươi lên sao nào, em cười tươi. Cố gắng là đi tổng động viên bà để cho bà phấn khởi để cho cơm ăn cho uống cho nhầy xong lại về phù hợp với chúng tôi. Ông bà xếp thì thế hoàn toàn hợp lý rồi. Ông bà ở bên đấy thì coi có chị chạy đi chạy lại cũng chết cũng phải tắm. Hôm nay chúng nó đưa vào mai lại cấp cứu được ngay chứ không nguy hiểm. Hay chung là cũng kịp thời chứ cần chậm một hôm nữa ngay. Thì em mà đi đúng tuyến thì chúng nó chết. Về mãi Thái Bình thì còn đây có xuống cái bình cũng lấy. Ở đây này chúng nó cứ thay nhau thế này này. Tối đến sáng là vợ chồng anh Lâm, sáng là cô Mai, thì sáng đến trưa vợ chồng anh Bình thì đưa đến tối. Không xuất hiện rồi thì em bảo là nhà
thời gian nó còn dài, sắp xếp nó hợp lý. Năm anh ấy xin đi chắc lấy ở đây chúng nó xem nhiệm một rồi. Chúng mời ông Thắng nữa. Nhưng mà chính người thiên hạ nếu chị lại làm những việc đấy thì cháu nói ông bà là không phải là gì đâu luôn. Giản nhất là ví dụ như là có cái vòng hoa với thực hành gì không? Thôi, chia tay mới là được rồi. Giản nhất là thường là những việc đấy là thường là cháu làm. Nên nói là thế luôn, có cái việc thì cái là cháu được gọi hiện ứng là vòng hoa. Đó là làm cho những người một tay một chân thì tổ chức cái phong trào có. Không, nói chung là chúng cháu. Thì đấy là đúng là bản thân những người muốn thì lại ủng hộ những người đấy. Tất nhiên là không phải tất cả mà nó có một hai người đúng không? Trước khi về ông này còn đọc thơ hay sao? Đọc cái câu này thôi để cho bà vui rồi về. Mẹ ơi, trước khi về ông này đọc mấy câu để mẹ vui kìa. Trời đất Phật bao dung, phù bà nhanh khỏi, khỏe tôi mừng bà ơi. Ngày về bà lại cùng tôi, nói cười vui vẻ cuộc đời vẫn sớm. Cứ để tự nhiên kìa. Ngơi như đọc đấy, bà nghe chưa? Đọc chỉ đọc câu cuối thôi. Ôi trời đất Phật bao dung, phù bà nhanh khỏe tôi mừng bà ơi. Ngày về bà lại cùng tôi, nói cười vui vẻ cuộc đời vẫn sớm. Ừ, cả nhà vỗ tay đi. Đấy, còn cái câu cuối cùng tình người quê hương thì sẽ đọc bốn câu thôi. Thái Bình mà tới Ninh Bình, 80 cái số thực tình không xa. Chị em, anh em tình nghĩa quê nhà, thăm bà ông nặng mới là nghĩa nhân. Thăm bà lời nói ân cần, động viên bà khỏe, tinh thần vui lên. Đấy có hai câu, câu của tôi và câu của tập thể đoàn. Ôi trời, nãy sang đọc cho ông Doãn, bà Doãn nó cứ cười bò đó. Cho bỏ nay mai tôi còn tặng cái tập thơ của ông ấy. Con Khánh mổ đẻ mà tôi làm tới 5-6-7 thơ, mỗi bài cũng 4-5 câu. Ông Doãn gọi điện cho tôi. Thế cuối cùng tôi ông bảo, bây giờ ông biết từ lâu rồi, bây giờ hết một tập thơ này. Nhưng mà cái tin nhận là đừng nhầm lại nam thành nữ, thì nữ thành nam là dở hơn. Vâng vâng. Có được con gái đầu lòng. Đi thế này là cũng như xóm này. Người cao tuổi này, hội kỵ giấu trước này, chị thì gái này, em gái này, ba bè đầy hôm qua. Tối nay chị ngủ ngon nhất, từ nay đi nào. Ngày là phấn khởi rồi. Đây bố sẽ bảo là cực chuyến xe là đầy đủ các thứ ấy rồi. Đầy đủ ba bè, đầy ba bè. Như vậy là trưởng ban tuyên huấn tổ chức thì chắc là đầy đủ hết. Thì về bà của mình thì buổi tối thì là em đổ bà là không có dỗ cơ. Tháng 20 nhà em có dỗ. Con gái hoặc chị em gái cứ phải làm tròn nhiệm vụ nhà chồng. Cái hôm ấy là cái mai đó phải tự nguyện đi thăm bệnh. Thì thăm nhà Mộc của anh Trường, 2015 thăm nhà Mộc của anh Lâm. Sau 5 năm nữa,
sẽ thăm nhà chính thức của anh Lượng. Mà có thể khánh thành thì ông có thể vào trong vòng một ngày. Nhưng mà khi khánh thành của anh Lượng không vào. Năm năm sau mới vào. Khánh thành con chữ nào? Không biết vậy đã, cái nước cái gì nó trước hay nói cái đó nước nước nói là của nước đôi để người khác nam giới đấy. Vâng, của nước đôi người ta bỏ cái gì đấy. À, riêng về mẹ ốm thì các con cháu cùng cho mẹ nhé, cho bà như vậy rất chu đáo. Bố trả lời khen ngợi các con và các cháu. Chúc các con các cháu khỏe để vui hòa. Ai con dâu chẳng phải hai con gái đâu. Nói trời bà nói câu này thì ông đã nói câu là con Khánh bây giờ tôi coi như con đẻ, quý hơn con đẻ. Không có nó thì tôi bà làm sao, thằng Nam làm sao. Cứ mỗi tháng tôi nộp cho con Khánh 6 triệu để nuôi dưỡng gia đình. Tốt quá vậy thì tôi, câu nói của ông thế này tôi rất phấn khởi. Ông coi con Khánh tôi thì như vậy con đẻ của ông thế này. Chúc ông sức khỏe, chúc bà sức khỏe. Khánh ạ. Khánh là bao bây giờ bố thì khỏe, mẹ thì ngồi đấy. Chúng tôi vào khóc như thức. Thế thì một hai cái này liên quan tâm mẹ có người. Bố giờ nãy đọc thơ bà cười với nước mẹ rồi. Vâng. Cười đấy, đừng có khóc, cứ cười đi. Chắc là hai anh chị. Dù đi ra đăng vẫn cứ cười. Vâng, chú yếu không ạ? Ông là chủ lực, ông là vẽ nhà là chủ lực đấy. Nên bây giờ ông là vai trò chính. Chứ cần hai vợ chồng nó là ông nhân vật. Ông mà muốn khỏe phải ba đến bốn năm nữa mới đi được. Chồng muốn khỏe. Bây giờ mà mình đi lại bốn năm nữa thì chắc thì là ông chủ lực chính. Chồng nó nghĩ trước mà. Cho lớn rồi mà cứ ngồi đấy. Ông như là đóng vai trò chủ nhiệm của làng đấy. Nay bảo ông giáo vợ, ông khỏe, ba khỏe thì cả nhà vui vẻ. Thế thôi, ông mà phải yếu thì cả nhà không vui vẻ được đâu. Anh Duy giờ này, lúc nãy ông leo của thằng chắc thì ông thay đứng sau. Nhà nó rất là béo, má bỏ ông hồng. Ở nhà ăn tết một mình. Ăn tết một mình ạ. Này bà ơi, tôi báo cho bà biết tôi thích kiện. Từ hôm bà đi giờ 12 ngày tôi không mua một ký thịt gà nào. Thế mua ăn cái gì? Ăn giò nhé. Vừa cho chó cho mèo ăn người ăn. Ông ở nhà một mình ông luyện công được nhiều hơn nên là thế nên nó khỏe hơn. Làm ở nhà thì không ì ra. Không, ở nhà nó còn yếu cái khác đấy chứ. Mất sức khỏe của anh. Ừ, mất sức khỏe đấy chứ. Nằm mất sức khỏe của anh đi đấy. Và chạy đi thì nó làm đi. Rồi, nó làm cái xe thay mà. Xe thay ra thì xin chú. Ngon. Cứ sang đây mà ăn mừng nạc, mưa đi. Nhưng mà trong mưa. Chiều nay trời ngon rồi. Bà muốn bố đây nè. Hả? Bố đây. Đây.
hai cháu đây. Đây, mua mua đây. Mua đây mới ở nhà đấy mà. Xe đi ai hỏi xe gì? Chả có tem mác gì. Daihatsu. Vâng, cháu chào bác nhá. Cảm ơn bác với phái đoàn ta nhá. Cảm ơn ông có bạn. Chào chị ơi, chào bác nhá. Cháu không dạ. Dạ, dạ, bác ngồi trên ạ. Đấy, tôi ngồi trên rồi. Dạ, bác Khuông ngồi cái VIP đấy. Đi về nhá. Vâng, đi về nhá. Cho chị biết mấy gì được làm. Chào các con, chúc các cháu nhá. Chúc các con cháu sức khỏe, chúc hướng thành công trong việc xây dựng nhà. Vâng, cháu gửi ông nhá. Vâng. Chào ông ấy, chào tất cả các bác nhá. Vâng. Bác gì nhá? Vâng. Trên con đường thênh thang rộng lớn, bạt ngàn lúa xanh, thẳng cánh cò bay. Ai về thăm quê tôi hững hờ, ơi kiên trung bất khuất. Xây nhà đẹp. Xây nhà biệt thự. Quá đẹp luôn. Quay đấy. Ngồi trong kia. Thằng Ninh. Cho cái con. Ok, tao vừa. Các bố em xem thế nào.
nào. Đây trông cái thùng cua đấy. Quần đấy. Cái mà không, đây là bản thân luôn ấy, đây này, con cua này. Cua, cua. Cua này là cua. Cua thì nhỉ? Thế còn con gái. Con này con nữa nhỉ? Con này con này chưa? Đấy, đây giống này. Con này là cái bài ra hết rồi. Tôi thật xúc động tự hào với những làn sóng biết bao nghe tình chị em ruột thịt của mình hàng trăm cây số từ Thái Bình đến thăm lửa thử vàng gian nan thử sức giúp hạt thì nghèo mới hiểu thấu lòng nhau trước đo được cả sâu sâu lòng người có trước nào đâu mà rõ Thái Bình và tới Ninh Bình 80 cây số từ tỉnh cũng xa anh em ruột thịt cán bộ của quê nhà thăm bảo lan ông nặng thật là nghĩa nhân vẫn nguyên lời ân cần chúc bà mau khỏe tinh thần vui sao. Các cảm ơn các ông bà trung gia, bà Lan đau ốm, ông bà tới thăm, động viên thật sự ân cần, cái tình cái nghĩa ngàn lần đẹp sao, bà trung gia. Cháu con vất vả chết chồng, nhưng hết lòng chăm mẹ chỉnh chu, cảm ơn con cháu vừa qua đã chăm sóc mẹ, chăm bà đẹp sao. Bố cũng thật sự tự hào, cháu con đoàn kết nêu cao tình người, một điều đáng quý nhất ở đời. Cảm ơn bè bạn của các con, nhớ ơn con của con hàng, ơn nhờ bạn hiếu sóng làng động viên, nhớ ơn bệnh viện, cứu chữa cho em, tình người có hắn của mình như đời. Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình, yêu dấu của tôi, Ninh Bình nơi công tác một thời đạn bom. Gần 4 năm công tác tôi còn, nhớ đi, bác Hồ đã nhớ, ở đây, nhớ đi, mẹ Hiền. Áo blue mặc khoác trên người, đây là trách nhiệm cuộc đời đảng giao, Lương Y cũng thật tự hào, mẹ Hiền yêu quý biết bao con người. Mẹ Hiền yêu quý giúp bao cuộc đời, Lương Y quý nhất ở đời, để càng ơn. Cứ tưởng cuộc có kính, không có kính. Chị em ruột thịt của ba, hội người già cũng có mặt nơi đây, hội kiểm tra trước cũng có tới nơi này, thăm bảo lãnh đạo tỏ bày nghĩa nhân. Cảm ơn mọi người vạn vạn lần, chúc mọi người sức khỏe, làm nhiều việc nghĩa nhân ở đời. Đây giờ đến tôi. Bà vào viện tôi ở lại nhà. Thật ra lòng dạ tôi đà nóng gian. Thương bà lòng dạ ngổn ngang. Mong sao bà mổ an toàn đó nghe. Ngày về bà lại cùng tôi. Nụ cười vui vẻ cuộc đời lại sớm. Tôi và bà đâu phải diễn viên, ngày xuân còn mãi ở trên đời này. Đúng là một tháng phút lây, thật là hạnh phúc đời này bà ơi. Thật là hạnh phúc đời này bà ơi. Hãy thử chụp mà coi xem nào. Ông ơi, mai kia còn riêng các ông bà tham gia đây là có hai câu chơi này thôi. Phải chăng số phận ở trời, ông bà hãy quyết vượt. Phải chăng số phận ở chân, ông bà hãy quyết vượt để người thân được nhờ. Kính tặng ông bà Doan không ra. Ông thì gãy chú đục, bà đi liệt đường đi xe lăn. Còn thằng Nam thì chùi một mép. Tôi tặng hai câu thôi. Phải chăng số phận ở chân, ông bà hãy quyết vượt để người thân được nhờ. Nhà thì thánh thì vất vả. Đấy như là toàn tiền trước. Toàn tiền rồi, toàn tiền rồi. Được rồi, đây. Được rồi, khi nào ta tìm được bản gốc, bây giờ. Tìm bản gốc nhé. Nó gọi là tác giả rồi, còn bản gốc rồi. Không biết bài thơ cơ. Không phải cái bài thơ của cụ hay thế ở đâu, ai cầm cái gì vậy? Không biết ai cầm, họ đang có người xin. Chúng ta vẫn ghi lại. Chúng ta đọc rồi nó đi, chúng ta khác nó cũng lại liên hệ theo. Để cho cháu nó phấn đấu theo lời chúng ta. Bản quyền. Ta nó vừa lên cái này, các bản quyền lên rồi ấy không? Chăm bà chỉ biết thế thôi. Lúc bà mong đến lúc mời người khác, thương bà một chuyện tốt là, nhưng cũng mong bà khỏe với đảng như thế. Bao nhiêu bài thuốc hay hay, tôi đều chạy thử hàng ngày đó. Lúc nào tôi cũng vui cười, động viên bà khỏe cuộc đời mãi. Những mong bà khỏe. Lại cười như trước. Không anh ơi, đúng cái này cười như trước rồi. Nào cả nhà vỗ tay cái nào. Các em ơi. Ê. Trưởng.
Vớt rau đi nhà nào. Cho bà chủ trương nào đề ra là sai vô cùng. Anh cho mấy ngày thì đi gọi điện về mỗi lần. Nhưng mà thôi cũng cảm ơn các con các cháu là tích cực. Mặt trái bà mẹ là mừng là muốn. Không mà có là muốn lên luôn cơ. Vâng, bà là từ từ còn gặt hái xong rồi thôi giờ nên luôn chứ gặt hái xong lại lại là nào. Luôn không gặt bà rồi. Có mặt mấy đi mua không? Đấy, hồi đi mua. Cái tiền lương đấy, cái tiền lương không, đây là một phần lương. Vâng, lương của ai đi? 40 triệu. Đấy là của ai? Của người chôn kia. Con cháu. Thế cho cháu mua tí các cháu và các bác các thím lên con lòng. Các bà trẻ nhá không mua gì. Mua và biết bà ăn chè. Thôi cho anh 150 chục được không? Xin nhận. Đấy, con rồi. 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 Thế thì để cho các cháu và các bà là vui vẻ. Vâng. Cũng may là bà trở về. Hôm nào bác ơi, bây giờ mùa gặt xong và chúng nó gặt xong em dỗ em đi chơi chị cả tuần. Vâng. Bà nhớ chúng nói là ngày thứ mấy rồi. Bà Lan kêu tôi đánh cảm. Thế rồi bà đâu dám nói điều chi. Uống nước giấy tía tô ngại cứu có ngại gì. Bà phấn khởi người xem TV buổi tối. Người khó chịu bà vào trong nhà. Bà không có nói. Đến lúc nào đến lúc vào tới giường. Bối rối người rét tay run. Tay nó có co bà kêu tôi vào nhà để tôi xem. Bà nói khẩn cầu bảo tôi xem thế nào ông nhỉ. À, ông hỡi, tôi xoa tay phải trái cho bà đâu có nói. Bà cũng hai tay xoa lại với nhau. Lọ dầu cao xoa hổ cốt tôi lấy ở túi ra mau. Xoa hai lòng bàn tay hai con, hai gan bàn chân, hai thái dương sau cùng cột sống. Uống nước ngải cứu tía tô cùng dậu rách, pha nước sôi hy vọng, bấm huyệt nhân trung. Cảm nặng tan đi, tay chẳng còn run, nhưng bà lại cứ rét run, cứ rét cứ run. Người bà quá nóng như then, như than cháy rồi. Lấy thêm áo mặc đi thôi, chăn bông bà đắp thế rồi yên tâm. Rồi bà
đã ngủ qua đêm ngon lành, nhưng hiểm nỗi bà đái khó, ý hở khó không thành. Thế rồi giấc cá rõ rành không xa, để cho bà uống thế rồi yên tâm. Bà chơi thằng đọc để cho bà vui đấy. Thế ngày thứ nhất sang ngày thứ hai uống nước giấy, sao giấc cá ăn cháo gấu đỏ, hy vọng bệnh sẽ đỡ dần. Còn đánh cảm bằng dầu rách, tóc rối dầu hỏa với tinh thần cảm thỏi. Uống nước đường để cho người bà khỏe lại, ăn cháo đậu xanh tăng sức khỏe cho bà. Nước đái màu như nước vối đặc, nghe chưa? Nhưng ỉa tốt lại còn đánh giấm. Bụng đã đỡ đau, lại đau ở cơ bụng. Phía bên phải, ấn tay bà thấy đau, bà lại thấy đau. Tối bà Lan có ngủ được đâu, bà buồn. Ngày thứ hai hết. Ngày thứ ba, mùng 3 tháng 7 dương, sáng ra bà ăn cháo luôn. Bà khát nước, tôi cho bà uống nước. Nước chè đắng động viên bà sau trước, ba chén, còn năm bà uống ngon lành. Ba chén và năm bà uống ngon lành. Chườm nước nóng chỗ đau, hy vọng đã thành. Hạ sốt, nước đái trong nên bà phấn khởi. Bà ngủ từ 9 giờ tới đúng giờ 10 rưỡi. Chiều ngủ từ 12 giờ cho tới 5 giờ. Người mát, chỗ đau đỡ rồi, đái bình thường rồi đó. Tối đến ăn cơm hai bát cháo, hai rau, một tỏi gà có rõ. Uống nước chè đắng bà tỏ vui rồi. Bà Lan bà lau sạch cả người, bà đi ngủ nụ cười thật tươi. Chúc bà giấc ngủ êm xuôi, ngày mai bà khỏe lại cười như ai. Ôi trời ơi. Có phải làm để động viên mà bạn cười thích cười cười như thế nào? Chứ ông Thùy đâu làm bài ở bình dân đấy, làm xong đọc cho bà cả cái con Thùy cười như nó nghẹn rồi chứ không sao. Ông như ông văn được thơ ngay ông nào ngay cái ngay là được. Ngày mai ông ra viện rồi, cái dây đeo bụng ông thời bỏ đi, ông về ông đái chi chi hà hờ con cháu cười kì nghe không. Ôi giờ ông đeo bụng đái, cứ phải đeo bụng đái đằng đằng ông. Ôi con Thủy bà Thủy cứ cười như nó nghe đóng kiếm là ảnh của lại cái người là chụp kiểu nào chụp đi đường chụp mỗi người ba mươi là kiểu ảnh người đi anh lâm anh nhà vâng. À, vào viện mổ tôi lại ở nhà, thật ra lòng dạ tôi đã nóng rát, thương bà lòng dạ ngổn ngang, mong sao bà mổ an toàn bà ơi. Con cháu điện về liên hồi, mỗi lần điện réo thường tôi lo nhiều, nhưng may tín hiệu đều 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 là điều tốt đáng yêu tôi mừng. Cầu trời đất Phật bao dung phù bà nhanh khỏe tôi mừng bà ơi. Ngày về bà lại cùng tôi nói cười vui vẻ, cuộc đời vẫn xuân. Đấy, cái bài 1. Bài 2. Một thời nhớ mãi. Đúng ngày 19 tháng 8, 2015. Lâm Trường, Mai Khánh, Hướng Hiền, Hà Nam thật sự nỗi niềm lo âu. Mẹ vào viện rõ từ đầu, mẹ bệnh sỏi mật lo âu quá chừng. Sỏi mà hạ đáy tận cùng, thôi thì mẹ chắc tạm dừng thở nghe. Đúng là trời Phật phù cho, nhà ta có phúc, phúc to lắm rồi. N có nghĩa tình đời, tin rằng phúc ấm tức thời dài lâu. Ở đời tình nghĩa ghi sâu cần làm. Đấy là bài thứ 2. Bài 3. Ông bà nói chuyện
sau khi bà Lan mổ đã tĩnh dưỡng, truyền nước yêu Trường. Trường đưa điện thoại mẹ nghe tiếng bà nói nhỏ còn rè, bà ơi, bà thời nói tiếng đó thôi, tiếng Anh bà nói làm tôi rất mừng. Tôi khuyên bà hãy dưỡng tâm, yên tâm điều trị, tinh thần vui lên. Thế rồi bà vẫn lặng im, chào bà một tiếng thân quen, bà mừng nghĩ thế. Bài thứ tư, một điều quý nhất ở đời. Cháu con vất vả chất chồng nhưng đã hết lòng chăm mẹ chỉnh chu. Cảm ơn con cháu vừa qua đã chăm sóc mẹ, chăm bà đẹp sao. Bố đây thật sự tự hào, con cháu đoàn kết nêu cao tình người. Một điều quý nhất ở đời. Đây là tác giả Lê Ninh, sau khi chị Son điện vào hỏi thăm sức khỏe của em Lan. Như tôi làm bài này, 4 bài. Nỗi lòng, bài 1. Khi bà Lan vào viện mổ, bà vào viện mổ tôi lại ở nhà. Thật ra lòng dạ tôi đã nóng ran, thương bà lòng dạ ngổn ngang. Mong sao bà mổ an toàn bà ơi, con cháu điện về liên hồi. Mỗi lần điện réo thường tôi lo gì. Nhưng may tín hiệu đều đều, đều là điều tốt đáng yêu tôi mừng. Cầu trời đất Phật bao dung, phù bà nhanh khỏe tôi mừng bà ơi. Ngày về bà lại cùng tôi, nói cười vui vẻ cuộc đời vẫn xuân. Đấu Brazil 3-1, một Đức, Brazil thắng Đức 3-1. Đấy, đây này, tôi không kê này các bạn. Nam Phi, Silovia 1-0, 3-0. Đấy, Italia, Croatia 1-2, 0-3. Brazil, Trung Quốc 4-0. Đây là... đây là World Cup năm... World Cup đấy, điểm đây này. 2-2 đấy. Ừ. Đấy. Vậy là tôm được 4 tuổi. Ừ, tôm 4 tuổi. Tức là đây, đây là gì? Quả tỷ số. Vâng. Kết quả tỷ số. Kết quả tỷ số. Ừ, đấy. Đấy, Mexico lấy Ecuador nhá. Vâng. 2-1. 3-1. Đấy. Thế thằng này là thằng... Costa Rica. Nghe nhá. Thổ Nhĩ Kỳ 1-1. 1-1. Nga, Nhật Bản, Pháp 0-1. 0-3. 16 đồng ngày đáng. 10 tháng 6. Hàn Quốc, Mỹ 1-1. Đấy, 1-1. Philippines bị 1-1, 1-1. Bồ Đào Nha, Ba Lan 4-0, 3-0. Đan Mạch, Pháp 2-0, 3-0. Senegal, Uruguay 3-3, 1-1. Đức, Cameroon 2-0, 1-0. Nigeria và Anh 0-0, 1-1. Argentina, Thụy Điển 1-1, 1-1. Tây Ban Nha, Nam Phi 3-2, 3-0. Đấy. Cái bà còn để trên đấy ta ghi vậy mà. Vâng. Còn giữ lại thế này, cuối cùng từ 2002. Vâng. 13 năm nay rồi đấy, để đục giấy tờ giờ mới ra đấy đúng không? Cái thời kỳ đó là còn ông Hoài này, cụ Đảng này. Vâng. Bà Thơm này, bà Trại ông ra nên. Xem nó mới khí thế vậy. Khí thế, bà Bông khí thế lắm, còn góp tiền ăn liên hoan, uống bia, ăn kẹo. Vâng. Khi phần nhau vậy đấy, khí thế vậy là nhớ mãi kỷ niệm không. Thế... này lấy cái này ra thì không nhớ được. Đấy, cho nên bằng hình ảnh là sẽ nhớ lâu. Đấy, cái quan trọng cái này là cứ ghi cái gì bằng hình ảnh là sẽ nhớ lâu. Thế về sau này, ừ, cái bản này giỏi đấy. Vậy là giữ cho bố được cái quyển đấy đấy. Hả? Chữ của bố mà. Ừ, chữ nào. Thế nên mẹ giữ cho bố chứ. Thế lên lục mới lại thấy cái ảnh hiệu chí. Vâng. Sổ cho cốc hiệu chí. Để nằm ở trên đấy cơ. Cứ nằm dưới hòm sắt hòm vuông này không có. Tìm khắp cả nó đây không biết được. Việc gì có. Không việc gì. Mọi cái đều tốt, không có cái gì là việc gì cả. Cường nào cơ? Cường nó bỏ nó mời nhà mày.
À thằng Cường đồng hồ chứ. Cường đồng hồ ở chỗ chỗ Ngã Ba Tam Giác mà. Nhà lắm đồng hồ đấy, nọ vào thăm đấy mày ạ. Thế ai bảo sao? Trông như là người là người đó. Người sao? Ra ngoài kia là kiểu như đem sau mỏ. Vâng. Em thích sang đây nó đỡ thủ tục và phiền hà. Cái hôm trước khi ra viện nó siêu âm lại nó bỏ sót một tí ti dịch nữa. Bây giờ nó chỉ còn tí. Vâng. Chứ nó bảo còn ít là có ít năng gan. Đấy, hỏi bác sĩ nó bảo cái đấy các cụ già không. Vâng. Hai cái hoàn sỏi hôm trước các bác đo kích thước đúng như vậy ạ. Mở ra đúng như vậy, y xì luôn. To như hai bàn đá đổ bê tông nhà. Ở ngay cổng từ trường mà chú dạy ở trên nàng to mỗi một vài tháng thì khoảng 2 lít nước ra vẫn hiệu mới. Cũng đang gan đấy cả. Nàng to, bà nàng. Vâng. Vâng. Đó là trên cái đường ống mật này không có sỏi. Vâng. Đấy hôm trước bác soi mãi nhưng mà sao bật cái vàng này bên đây phát hiện. Là không như thanh niên bây giờ cũng mãi còn đang đi hãng còn đang sợ kiểu thần kinh nó đang chưa chứ. Và đúng ở nhà đang cái con à, cụ là
cô kỹ hiệu trưởng ngày thời ngày xưa. Bên trước bà dạy ở đâu? Ngã Thái Bình. Con cái thì ở trong này hết, nhà có 4 anh em ở đây hết, có 2 cụ ở quê thôi. Cho nên là có việc gì là đưa các cụ vào đây hết. Anh ấy chỉ làm thứ 7 chủ nhật thôi, làm thứ 2 đến thứ 6 thôi. À thế à? Thứ 7 chủ nhật là anh nghỉ à? Chủ nhật thì một số anh em khác ở ngoài vào. Nay vào đúng cái phiên bác làm nhỉ? Vậy hôm trước đã không hỏi bác làm hôm nào? Mày tôi nói chung với mổ với cũng ổn định, không có gì nói đâu. Vâng. Nha, cũng là thứ là yên tâm rồi. Vâng, vâng. Rất là cảm ơn bác. Là bác đi lại thứ nó đỏ gầy dính, có đau thì có đi ví để đau quá thì vợ con cái mang lên đây thì cháu nó siêu kiểm tra cho. Hôm trước báo cáo bác là may bác sang bác Kim Anh, bác bảo là tình hạn của chị là cơ bản mà cụ xét nghiệm máu nữa. Vâng. Thế là bảo là của cụ là tình trạng là nguy hiểm nên đưa sang viện luôn. Vâng. Thế là đưa cụ vào phòng cấp cứu là đêm nửa đêm nó mổ luôn. Thế là sang kia nó khám cũng đúng như vậy, thế là bắt đầu là vâng. Thế hôm nay vào khám là uống ấy là bà bé uống cẩn thận để tí chưa có sợ nó hiện tượng sẽ viêm chỗ đây mà nhé, ăn viêm cũng là bùa thế này nhé. Rồi uống thì ăn thêm cả ấy nó vào cả đi cao và nữa chất sơ có gì nhé. Cụ chắc là mới chưa ổn định được cái ruột cho nên là sợ nó có vấn đề gì, nó có đau mà cái ruột thì hiện nay giờ là nó hơi giảm hồi âm một tí, có nghĩa là có hiện tượng viêm nhẹ ở cái ruột này nhé. À, và nên đi ngoài nó sẽ không bình thường, mình khôn được. Vậy thôi. Thế ăn được cơm chưa bác? Vâng, thì ba nó bình thường, cứ ăn cháo suốt vậy á. Cứ ăn cháo từ hôm nay, nó cũng ít rồi. À, cẩn thận quá đúng không? Vâng, cẩn thận. Lâu rồi chứ. Gần tháng rồi đấy, từ hôm mổ đều gần tháng rồi. Vậy thì cứ ăn bình thường được rồi. Đấy, là lên tầng 3. Nói chung. Yeah, he had to do it.
Anh em cái ghế ngồi đâu ngại. Đi khám lại không ạ? Khám lại được chứ? Vâng. Người giọng còn đang cúm chưa khỏi. Uống thuốc cảm cúm bà Lễ. Nước bà đi Ngọc Sơn bà Lễ đấy. Bà Lễ là bà Ngọc Sơn. Rồi. Đây nha, ta quay này lên nha. Đấy. Rồi. Đấy. Mật với gan là một. Mật nằm trong gan. Bà chị có mệt mà không? Đi lên xem cái lăn lượng mặt trời của bà là ra mẹ con. Đấy, ở nhà bà còn nhìn trực tiếp được, nhà con đứng ở dưới nhìn thôi. Cao lắm. Cao không lên được. Thế là đẹp quá rồi. Thế nhà bà là cái vườn này. Quá đẹp. Làm đấy, nước cũng ở đây, xong nó mới chảy ra. Vâng. Đây, cái nóng này nó giữ ở đây, 230 lít này. Đây thu nhiệt, thu nóng này. Bóng này không được nghịch ở đây, bằng thủy tinh nó vỡ đấy nha con nhé. Thấy chưa? Tôi sẽ chào ông bà nhé. Ông bà vào trong này chơi. Vâng. Vâng. Già cũng ngại đi rồi. Đi đây, đây chia tay đi. Đấy. Rồi. À đi nha. Con đã có xe đi về rồi. Con vẫn đang nằm. Con đang nằm trong cái xe đấy. Con đang nằm trong
Con rể pha nước ngon quá đấy. Con rể pha nước ngon quá đấy. Kìa, chào bà chưa con? Vịnh chưa? Ăn gì mà ngon chứ nhỉ? Ăn mì tôm à? Cháu về nha. Nhà Chiến đấy, nhà Chiến bên đấy.
cắn ôn người nhà. Rồi vào đi. Vào. Ông muốn làm gì đây? Vâng. Kia. Ông vào nhà mình nước vào rồi, con cứ đi dép vào bà. Kiểu còn khoan còn đấy là nó bụi lắm, 94 ạ. Nếu mà sang năm nay là 95 đúng rồi. Đi. Đi chào bà, thì ra chào ông gì đi. Đang làm cái nhà công trình đây, đây, ông bà mới làm công trình. Đây đây. Nhà tắm đang mưa còn phải làm đây hết. Làm thêm một thứ đấy. Mà có đất là ông bà sang năm đây nhà quê chắc phải làm cái này, cái công trình ấy. Bà bắt chiều để đưa bà về. Đưa bà về làm sáng mai nữa. Bà đã khỏi mất thì nắng nó quá, nắng quá. Nhà để nó mát cái tinh chứ. Vâng, để đun cám ạ. Để chẳng được làm. Nhà bên này ông bà cho đây, thuê. Năm kia làm bên này. Ở đây nhà bà đi. Thế thì bà đi. Vâng, chào bác nhá. Vâng. Thằng em nó hãi nó chạy. Thằng em nó hãi nó chạy. Để cho con đi làm. Con chào bà chưa? Vâng. Chào bà. Đấy, đi về bên nhà cũng vậy. Nó mát hẳn lên so với ở. Bà nội của khi đi đi. Báo vậy đó, bà về nhá, bà về cho.